tôi là Lubomir, tôi 27 tuổi, tôi là người Cộng hòa Séc. Bình thường tôi ăn chay, nhiều rau. Tôi uống nước suối vì tôi không uống rượu bia. Khi rắn tôi hợp tình viết và cho guitar hay đập sạc. Tôi là thầy giáo Acro Yoga ở Studio Linh Chá và Bà Tâm Trang Cao Văn, Tăng Phố Huệ. Tôi đại Acro Yoga thứ tư và Chủ nhật 5 giờ đến 7 giờ tối, thứ 7 giờ đến 9 giờ tối, một tháng mỗi buổi gồm 2 buổi tiếng ở 9 phút nhân đồng 21 buổi gồm 2 tiếng bất chân nâng đồng. Các bạn có thể hấp thử buổi đầu tiên 5 phút nhân đồng. Buổi các bạn đến thăm nhớ lập hấp Acro Yoga vui Lubomir vui lớn nhận tin cho tôi nếu bạn thăm. Xin cảm ơn.